bên trên xe đi. Lên xe đi nào, chuẩn bị xuất phát.
hỏi thằng nữa không? Dạ. Hàng nào đâu? Từ từ đấy nhé. Có gì phản mày đi. Phản đi, phản đi, có gì phản mày đi. Cửa không có gì phản mày đi. Xin lỗi, xin lỗi. Đừng có chi miệng, em nói bình thường giống như ở trên lớp mình học vậy thôi. Cô giáo hỏi gì nói vậy. Từ chưa? Thấy luôn cả hai đứa. Rồi hôm nay em chơi vui không? Ba thương con hai ba. Anh vẫn nghe được mà. Em chẳng nghe. Thôi quay lại đi, nói lại đi. Em nói lớn lên. Em nói, nó nói gì vậy? Em nói gì vậy? Tổ chức trước chơi. Em rất vui. Còn sao nữa? Cảm ơn, vui và cảm ơn chứ. Anh các chị. Này nói như thế hay là nói sao? Giờ nó lại y chang vậy chị nhá. Dạ nha. Nói nhưng mà không được kéo áo lên nha. Kéo áo. Không được rồi, nhưng mà không nói không được kéo áo lên đưa bịt nha. Tại tại micro bẩn bẩn được. Cái bình thường đó. Micro thấp xuống. Lên tí. Từ từ chứ là chị hỏi được chứ. Dạ chị hỏi đã. Rồi hôm nay chơi em vui không? Hôm nay. Hôm nay là các anh chị nói đi. Nói như này em nói hôm nay được các anh chị tổ chức chơi được chơi. Nói như lúc nãy em nói được mời cho nó lại đi. Nó lại đi. Tay đâu. Đâu có gì mà hàng cùng lo. Cháu nào cũng có phần mà. Đâu có gì mà hàng cùng lo. Cháu nào cũng có phần mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.